GSGO xin được chào các bạn. Xin mời các bạn quay trở lại với phần 2, hành trình lần theo dấu vết phát triển của hàng không mẫu hạm và chiến đấu cơ trong Hải quân Hoa Kỳ, một lực lượng hùng mạnh bậc nhất thế giới. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ bước vào Thế chiến 2. Đó là giai đoạn còn rất nhiều chỉ trích về chiến thuật của hàng không mẫu hạm. Thật may, Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ đã kịp nhận ra những nhận thức sai lầm và thiếu sót của họ. Ngọn lửa chân châu cảng không chỉ xóa sổ các tàu chiến của người Mỹ trong hạm đội Thái Bình Dương, mà nó còn thiêu trụi cả chính những triết lý về sự thống trị tuyệt đối của các tàu pháo hạng nặng trong chiến tranh hải quân. Ngay lập tức, tất cả các cuốn sách về nghệ thuật hải chiến trở nên lỗi thời, nhưng các chuyên gia quân sự lại chưa có thời gian để viết những cái mới. Vì vậy, người Mỹ buộc phải nhanh chóng đưa ra quyết định, kẻ thù phải bị đẩy lùi và phải bị tấn công bằng chính vũ khí của kẻ thù đó. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, Hải quân Hoa Kỳ có 3 tàu sân bay ở Thái Bình Dương và họ có tổng cộng 7 tàu sân bay trên toàn cầu. Nhật Bản lúc này có tới 14 chiếc, tức là gấp đôi Mỹ. Vì vậy, người Mỹ xác định điều đầu tiên cần phải làm là chế tạo nhiều tàu sân bay hơn. Nhưng vấn đề không đơn giản vì phải mất 2 năm mới xuất xưởng được một tàu sân bay. Vấn đề thứ hai chính là máy bay chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ. Tiêm kích mèo hoang F-4F thua kém chiến đấu cơ Zero của Nhật Bản về mọi phương diện. Chiếc Mitsubishi A6M thường được gọi là Zero, đây được cho là máy bay chiến đấu hàng đầu trên mặt trận Thái Bình Dương cho đến khoảng năm 1943. Nó có trọng lượng nhẹ nhờ sử dụng hợp kim nhôm nên rất cơ động, nó có hỏa lực xuất sắc bao gồm cả súng thần công và súng máy, lại có tầm nhìn bao quát rất tốt từ khoang lái trên cao, hạn chế duy nhất của nó là vỏ hơi mỏng dễ bị đạn xuyên vào. Cơ bản là thua kém toàn diện, nhưng chiếc mèo hoang F-4F của Hoa Kỳ còn có chút ưu điểm kéo lại. Đó là thân máy bay được bọc thép rất dày và nó có bình nhiên liệu với cơ chế tự bịt kín lại khi một viên đạn xuyên qua, giúp máy bay không bị mất nhiên liệu và áp suất. Tuy nhiên, F-4F chỉ chiến đấu tốt khi bay theo đội hình cùng nhiều chiếc khác. 3 ngày sau thất bại thảm hại trong trận đánh Chân Châu Cảng, không quân trên tàu sân bay Mỹ đã có được chiến thắng đầu tiên. Tác giả của chiến thắng này đã sử dụng chiếc máy bay SBD Donlitz. Dauntless chịu trách nhiệm cho lần xuất kích đầu tiên trên tàu sân bay Hoa Kỳ nhằm vào mục tiêu trên biển của đối thủ. Nó được điều khiển bởi Trung úy Dickinson, một trong những phi công hiếm hoi sống sót sau trận chiến Chân Châu Cảng. Vào ngày 10 tháng 12 năm 1941, chiếc Dauntless đã phát hiện ra tàu ngầm I-70 của Nhật Bản. Lập tức nó đã tấn công và đánh chìm con tàu xấu số. Một điều rất đặc biệt của cánh chiếc máy bay này là nó được thiết kế một hệ thống phanh cỡ lớn giúp cho các kỹ thuật bổ nhào. Và để mục sở thị thì chúng ta nên điểm qua một số thông số kỹ thuật chính của chiến đấu cơ SBD Donlitz. Nó có chiều dài toàn thân là 10 m, chiều dài sải cánh là 12,6 m, trọng lượng cất cánh tối đa 4.587 kg, động cơ R182032 cho công suất 950 mã lực. Tốc độ tối đa 405 km/h với trần bay là 7.680 m. Vũ khí trang bị gồm 2 súng máy Browning M2 cỡ nòng 12,7 mm. Khuyến mại thêm 2 súng máy cỡ nòng 7,62 mm lắp ở phía sau. Tổng số lượng bom có thể mang theo là 725 kg với phi hành đoàn là 2 người tha hồ mà ném. Rõ ràng là Dauntless được thiết kế cho một mục tiêu duy nhất, đó là đánh chìm các con tàu của đối phương. Trận Midway có lẽ là trận chiến mang tính chất quyết định mà chúng ta đều biết. Sức mạnh của không quân sẽ là cách duy nhất để chiếm được ưu thế trên mặt trận Thái Bình Dương. Trong cuộc đụng độ không khoan nhượng này, lực lượng Hải quân Hoa Kỳ bao gồm 3 tàu sân bay đã chống lại 4 tàu sân bay hàng khủng của Nhật Bản. Người Nhật dùng lực lượng khổng lồ, ngoài 4 tàu sân bay nói trên còn có 2 thiết giáp hạm cỡ lớn, hàng loạt tàu chiến khác. Về phía người Mỹ, ngoài 3 tàu sân bay còn có khoảng hơn 20 tàu chiến, một số bị hư hại trong trận Chân Châu Cảng, tuy nhiên thế mạnh của họ còn có tàu ngầm. Sáng sớm ngày 4 tháng 6 năm 1942, khoảng 45 chiếc máy bay Dauntless đã bất ngờ tấn công chớp nhoáng lực lượng đặc nhiệm Nhật Bản. Với kỹ thuật ném bom bổ nhào, chỉ trong vài giờ Dauntless đã phá hủy một nửa số tàu sân bay của Hải quân Đế quốc Nhật Bản, góp phần đưa đến thất bại nhanh chóng cho người Nhật. Điểm đáng chú ý trong trận chiến này là một trong những phi cơ hàng khủng trên tàu sân bay đã lần đầu xuất kích trong Thế chiến 2, máy bay ném ngư lôi Avenger. Nó có chiều dài toàn thân là 12,5 m, chiều dài sải cánh 16,5 m, trọng lượng cất cánh 7.876 kg. Động cơ R26008 cho công suất 1.700 mã lực. Tốc độ tối đa 415 km/h với trần bay là 7.193m. Vũ khí trang bị gồm 3 súng máy cỡ nòng 12,7mm, khuyến mại một súng máy cỡ nòng 7,62mm ở dưới thân của phi cơ. Nếu sử dụng gói combo, nó còn được trang bị thêm 8 tên lửa 127mm. Avenger có thể mang tới 907kg bom hoặc ngư lôi Mark 13. Phi hành đoàn lên tới 3 người nên không khí lúc nào cũng rất vui. Về cơ bản, Avenger rất đa dụng khi nó vừa có thể ném ngư lôi lại vừa có thể sử dụng làm máy bay ném bom bổ nhào. Đến cuối năm 1942, Avenger đã thể hiện năng lực bằng cách đánh chìm tàu sân bay Nhật Bản Ryujo trong trận chiến phía đông Solomon và đánh chìm tàu chiến Hiei trong trận chiến đầu tiên ở đảo Watercanner. Mẫu phi cơ này lúc đó được Hải quân Hoa Kỳ, Hải quân Hoàng gia Anh, Canada và Không quân New Zealand rất ưa chuộng với số lượng sản xuất lên tới 9.837 chiếc. Không dừng lại ở đó, ngành công nghiệp Mỹ đã lên kế hoạch thay thế các phi đội máy bay chiến đấu mới và thế là chiếc F-6F Hellcat ra đời. Nó được cho là máy bay trên tàu sân bay quan trọng nhất trong Thế chiến II. Nó chịu trách nhiệm tới 75% số vụ tiêu diệt thành công mục tiêu của Hải quân Hoa Kỳ. F-6F từng là kiểu máy bay thành công nhất trong lịch sử Hải quân thế giới. Nó tiêu diệt 5.171 máy bay địch khi phục vụ Hải quân Hoa Kỳ, cộng thêm 52 chiến tích nữa khi phục vụ Hải quân Hoàng gia Anh. Và nó chính thức nghỉ hưu khỏi vai trò tiêm kích bay đêm trong các phi đội hỗn hợp vào năm 1954. F-6F có chiều dài 10,24m, sải cánh rộng 13m, trọng lượng cất cánh 6.754kg. Động cơ R2800 cho công suất 2.135 mã lực. Tốc độ tối đa 629 km/h với trần bay là 11.278m. Vũ khí trang bị 6 súng máy Browning M2 cỡ nòng 12,7mm. Khuyến mại kèm theo 6 tên lửa 127mm, trọng tải bom lên tới 907kg. Phi hành đoàn rút xuống còn 1 người, có lẽ giai đoạn này đang đợt tinh giản biên chế do lương phi công hơi cao. Năm 1943, hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ bắt đầu đưa tàu sân bay tấn công hạng nặng lớp ASICS đi vào hoạt động, mỗi chiếc có thể mang tới 100 máy bay. Chiến tranh đã đi đến giai đoạn thành bại được quyết định bởi sức mạnh kinh tế của các bên tham chiến. Đó là một lợi thế to lớn của Mỹ so với người Nhật do tài nguyên quá nghèo nàn. Vì vậy, đến giữa năm 1944, tàu sân bay của người Mỹ đã bắt đầu vượt trội. Năm 1943, Grumman, nhà sản xuất máy bay chiến đấu chính cho Hải quân Hoa Kỳ đã phải nhường chỗ cho một công ty khác. Công ty này đã cho ra đời chiếc máy bay F-4U Corsair cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm là mũi dài. Điều này khiến cho phi công khó quan sát sàn tàu sân bay khi đang cố gắng hạ cánh. Chiếc máy bay mà các bạn đang quan sát mang số hiệu 86, có ý nghĩa là phát lộc. Các thông số kỹ thuật của máy bay chiến đấu F-4U Corsair như sau. Chiều dài toàn thân là 10,26m, sải cánh 12,5m, trọng lượng cất cánh 6.654kg. Động cơ R2800 cho công suất 2.380 mã lực. Tốc độ tối đa 718 km/h với trần bay là 12.802m. Vũ khí trang bị 6 súng máy Browning M2 cỡ nòng 12,7mm. Trang bị 8 tên lửa 127mm ở hai bên cánh và trọng tải bom lên tới 907kg. Phi hành đoàn khá cô đơn, chỉ có một người duy nhất. Trong khi Hải quân sử dụng chủ yếu là dòng máy bay Hellcat thì thủy quân lục chiến lại sử dụng Corsair rất nhiều. Corsair bay lần đầu tiên vào năm 1940, nó cực kỳ tiên tiến tại thời điểm lúc bấy giờ và nó là máy bay chiến đấu đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ có thể bay với tốc độ hơn 700 km/h. Corsair được trang bị một động cơ tăng áp, nó phát ra âm thanh như huýt sáo khi bay và người Nhật đặt cho nó biệt danh là tiếng huýt sáo chết chóc. Chiếc chiến đấu cơ này vẫn còn phục vụ trong không lực của một số nước cho đến những năm 60, và đây là kiểu máy bay tiêm kích cánh quạt được sản xuất lâu nhất trong lịch sử, từ năm 1940 cho đến tận năm 1952. Năm 1943, trên cơ sở chiến tranh sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, các kỹ sư đã bắt đầu phát triển chiến đấu cơ F-8F dựa trên sự phát triển của F-6F Hellcat. Nếu so sánh với chiếc tiền nhiệm, F-8F nhẹ hơn 20% và tốc độ tối đa cũng nhanh hơn. Nó là chiếc máy bay tiêm kích cuối cùng của hãng Grumman trang bị động cơ piston. F-8F có chiều dài 8,43 m, sải cánh là 10,82 m, trọng lượng cất cánh 6.105 kg, động cơ R2800 cho công suất 2.250 mã lực. Tốc độ tối đa là 737 km/h với trần bay 11.247 m. Vũ khí trang bị 4 khẩu pháo cỡ nòng 20 mm, 4 tên lửa loại 127 mm. Trọng tải bom lên tới 1.700 kg. Phi hành đoàn thì cơ bản vẫn là một người duy nhất. Vào cái thời điểm mà F-8F mới đang được sản xuất hàng loạt, F-6F Hellcat và Corsair đã thống trị bầu trời Thái Bình Dương, còn Avenger thì đang xử lý nốt tàn dư của Hải quân Nhật Bản. Vào tháng 10 năm 1944, người Mỹ đã đánh chìm 27 tàu Nhật Bản ở vịnh Leyte, gồm 4 tàu sân bay và 3 tàu chiến. Đến tháng 4 năm 1945, 227 máy bay của 9 tàu sân bay Mỹ đã phá hủy soái hạm Yamato hùng mạnh của Hải quân Đế quốc Nhật Bản. Khi quân đội Mỹ bắt đầu đổ bộ vào Okinawa, tàu sân bay USS Midway đã được đưa về nước Mỹ. Nó trở thành biểu tượng cho sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ trong nhiều năm sau đó. Đầu những năm 1940, người Mỹ tìm hiểu về sự phát triển công nghệ động cơ phản lực của người Anh và người Đức. Những chiếc máy bay phản lực phiên bản Mỹ đầu tiên có tốc độ thấp, chúng không đáng tin cậy và mức tiêu thụ nhiên liệu thì lại cao, gây khó khăn trong việc sử dụng trên tàu sân bay. Sau chiến tranh, với mối đe dọa từ chương trình máy bay phản lực của Liên Xô, người Mỹ đã không còn lựa chọn nào khác là phải lao vào chạy đua, và thời đại của máy bay phản lực trong hải quân đã bắt đầu. GSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.